Chào anh em, thì hôm nay mình làm video này. Thì video này thì mình sẽ làm về phái nào đi tống kim mạnh nhất. Thì trước khi làm video này thì mình mong anh em hãy like và đăng ký ủng hộ mình, và để trả lời câu hỏi là phái nào đi tống kim mạnh nhất. Thì không có phái nào đi tống kim mạnh nhất đâu anh em. Chỉ khi anh em đầu tư ạ các anh em. Anh em vượt ngưỡng trang bị hoặc là anh em vượt ngưỡng cấp độ á. Ví dụ như là anh em cấp 90 mà người ta mới có là 7x hay là 8x anh em, hay là anh em max kill trước người ta. Chỉ có cái phái đó là phái mạnh nhất anh em à, chứ không có phái nào mạnh nhất đâu anh em. Nếu mà đặt trường hợp mình với người chơi khác bằng cấp độ, bằng trang bị và trình độ BK ngang nhau, và phiên bản hiện tại anh em đang chơi á nó không lấy lượt tay một phái cụ thể nào cả, thì đây mình xin kể những phái thuận tiện tham gia chiến trường tổng kim và dễ dàng top trong bảng xếp hạng. Thì ở đây mình xin kể những phái như là Cu Đao, Võ Đan Quyền, Đường Môn Hoàng Vũ, Thiên Nhãn Thiên Mệnh Lưu Tinh, Nga Mi Kiếm, và có thể là Thiên Song Đao và Cái Băng Rồng Hoặc Bổng. Và tại sao những phái này nó thuận tiện và dễ dàng top trong bảng xếp hạng? Tại vì chưa hết anh em, là những phái đánh góc khuất và những phái đánh mát tầm phạm vi chiêu thức á là 5-12. Và tại sao những phái khác đánh mát tầm 5-12 mà mình không kể tên như là Thiếu Lâm Đao? Tại vì như thế này, tại vì nó thuộc vào chiến trường anh em. Nếu mà chiến trường tống kim á là hệ hỏa đông thì Thiếu Lâm rất khó top anh em. Tại sao? Tại vì cái nhất là Thiếu Lâm nó là đa định hướng, và tỷ lệ nó giết người là giết những phái như là hệ mộc và hệ thổ. Thì anh em cũng biết là Cu Lương Đao nó cũng mất tầm 52, và tỷ lệ anh em chém trúng đối phương và mình bị chúng đam á là ngang nhau, thì tỷ lệ nó giết là khó nhưng mà vẫn giết được nha anh em, chứ không phải là mình không nói không giết được. Và thứ hai nữa là tỷ lệ nó đánh con lúc đánh đường môn á rất là khó, tại vì đường môn nó đánh góc khuất không à, trừ khi nào mà đường môn nó đánh đánh láo á thì có thể giết được. Trừ khi mà đặt trường hợp mà đường môn đánh kỹ đi ha, thì chỉ khi nào mà Thiếu Lâm đánh kiểu mà chịu đá băng sau anh em mới dí được mạng anh em à, nó khó vẫn giết người nhưng mà khó rất khó top anh em thiệt. Tại vì kinh nghiệm mình cũng chơi cũng lâu rồi nhưng mà mình thấy Thiếu Lâm Đao á rất là khó top nếu mà đồ ngang nhau nha anh em. Và thứ hai nữa là cái phái mà mình không để tên như là Ngũ Lộc Chưởng và Nga Mi Chưởng. Thì anh em cũng biết là nếu mà một ạt không á là Ngũ Lộc Chưởng và Nga Mi Chưởng nó cũng vượt vào chiến trường anh em. Nếu mà chiến trường nó đông á thì tỷ lệ Ngũ Lộc Chưởng và Nga Mi Chưởng không giết được mạng hoặc là giết được một hai mạng là cao anh em à. Nếu giao tranh liên tục á thì rất khó để Nga Mi Chưởng và Ngũ Lộc Chưởng giết mạng anh em, tại vì nó đam là đam cố định và đam nó theo thời gian chứ không phải là đam một cái mộc. Ngũ Lộc thì anh em cũng biết, thì Ngũ Lộc Chưởng nó phù rất là bùa rất là nhiều, trừ khi nào mà ạt siêu nhân á không cần bùa á thì có thể giết được chụp một cái mộc á, thì có thể mình thấy đa phần là cần bùa anh em à. Nếu mà chiến trường nó rất là đông á thì
ngộ độc chữ nó không phát huy được. Nếu mà chiến trường thư thớt á thì ngộ độc chữ nó phát huy được anh em nhá. Anh em, đây là những phái mình kể tên là do kinh nghiệm mình thôi, và anh em nào có ý kiến thì có thể comment cho mình ý kiến để mình tìm hiểu hơn nhé anh em. Và mình mong anh em hãy like và đăng ký ủng hộ mình. Cảm ơn anh em, chào anh em ạ. À.